Hôm nay mình quay lại cái vườn sầu riêng mà cây tơ thu trái năm đầu tiên. Đây, các bạn biết vì sao mà cái trái này lại có màu như này không? Cái này là nước phèn nhá. Mùa khô rồi, nước nó khan hiếm, bơm nước từ cái hồ lên thì bắt đầu nó rút phèn. Nên cái lá nó có cái màu này này. Đó. Là bị phèn phèn rất là nặng luôn. Là đến cái trái nó chuyển màu. Lá nó như kiểu cái lá vú sữa đó. Cái này thì một số cô chú anh chị thì không biết, cứ nghĩ là bệnh tật ha. Nhưng mà thực sự đây là phèn nhé. Khi mà nước nó nhiễm phèn nặng thì bắt đầu là cứ lên cái lá, cái thân cành chúng ta sẽ nhìn thấy nó đen mà nó bóng đi. Đó, đây là cái trái, nước nó vắn văng mà cái trái nó bị này. Còn là trên này thì nó không bị. Nói chung thì sau cái này là chuẩn bị cắt được rồi. G6 thì chắc khoảng 10 ngày nữa, hai mấy là cắt được. Cái này là cái thái, trái gai nhiễm, gai này là đẹp này. Mình cập nhật từ cái giai đoạn mình làm bông đến trong quá trình chăm sóc, và bây giờ là đến lượt là chuẩn bị cắt, thì tầm này trái nó đã lớn rồi, rất là mạnh. Trái như thế này là quá đạt luôn, tỷ lệ trái mà như này là đẹp đối với cái thái nha. Thì cái này nó khổ cái là di với là thái trồng lộn xộn xì ngầu hết. Cái cây con này bữa bị sâu đục thân, nhưng mà ở sau này là cái nó là cái lứa sau, cây nào ra trước và ra trước, cây nào không ra được thì nó sẽ ra bù lại. Chỗ cây này thì còn nó thuộc quả thôi. Thứ 6 thì là đạt rồi, còn thái này thì cũng chưa, thái này sẽ còn cả tháng nữa. Thái tư mà được cái này là tuyệt vời rồi, tại vì mục đích gỡ lại tiền phân bón thì đạt rồi. Đây phèn. Khi mà trái của mình nó đã lớn thế này rồi thì cô chú anh chị cũng không nên là bón những dòng phân đạm cao nhé. Cái này có thể là để lên cơm, chúng ta có thể bổ sung thêm kali. Đó. Trái này là già rồi này, màu trái lên thế này là sắp cắt được rồi, mà rất là đẹp luôn. Trời ơi, cây tơ năm đầu tiên ra trái ra bông luôn, quả đều. Quả này thì có vẻ là hơi to, còn mấy trái này là đẹp. Wow. Gì mà gai xanh lét luôn. Cây này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 quả. Quả là phải được 4 kg ấy. Cây này nhỏ nhỏ như này thì được 3-4 quả thôi. Như thế này thì đi đọt thoải mái, không phải lo. Nó chả đi mạnh nữa đâu. Wow, trời. Ba, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai lăm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi, ba mốt, 32 trái. Nay giờ đang là 1 giờ trưa này, nó nóng, nóng nắng kinh khủng luôn. Đất cứ tưới trước thì khô sọc. Cây một thò, thái gì, lộn xộn. Đây là thái. Thì em mục đích là cập nhật lại. Đến giờ này thì chỉ có chúng ta quản lý sao cái độ ẩm nó tốt cho cái trái chúng ta là màu nó đẹp thôi. Chứ cũng chẳng cần muốn bổ sung dinh dưỡng thì chúng ta có thể bón 12, 12, 17, 11, 12, 18 bổ sung thêm thôi. Cứ không 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 phải nặng nề về cái chuyện đấy, nhưng mà đúng như là còn có tháng nữa thì cái việc mà quản lý nấm và sâu thì mọi người phải để ý kỹ, thường xuyên thăm vườn. Đến đến mức này rồi chẳng chuẩn bị lượm lúa rồi, và có một điều là quan trọng nữa, đó là gì ấy? Chúng ta neo cành, neo trái. Này là vẫn còn đang sơ sài, mua của mình 20 cuộn dây mà cũng hết rồi.
cây này cũng còn là 40 mấy trái nữa. Quả trái thì tương đối là đẹp. Nói chung là những cái cây nó nhiều trái, chỉ mấy cây nhỏ thôi. Đây, mấy cây ông nhỏ đọt đi liên tục. Các bạn sẽ nhìn thấy là những cái cây này trong quá trình làm bông làm trái thì mình cũng phải dìu chặn đọt, nó cũng vất vả đấy. Đến bây giờ thì chả phải lo nữa, chỉ sợ gió thôi. Đó, đi vườn nó đã ngửi thấy cái mùi thoang thoảng, mùi thơm này. À, trái này là trái rất là đẹp luôn. Đây, cây gì sáu chút xíu à. Cái này quá trời, không trái thái đẹp, công nhận ra rất là đẹp. Đến mùa này mà có thì nó đẹp rồi. Đấy. Cái tỷ lệ trái tròn đẹp thì nhiều lắm, số cao. Có cái công chăm sóc này kia, trụ vườn, cứ gạt lại cái vốn mà đầu tư đó. Chẳng có gì vui bằng cái điều đó. Chỉ có đi vườn mà đến cái giai đoạn này là còn trái để mà nhìn. À, điện thoại mình nó cùi bắp ấy. Đấy. Đấy. Làm nùi vậy. Đấy, cây măng thòng kia cũng trái, có quá trời trái. Trời ơi, nếu cái phèn. À, cái lá sầu riêng tệ hại luôn. Đấy, đây là cái vườn mà mình hay kêu là vườn view triệu đô. Cái đoạn giữa này toàn trái nhỏ thôi. À, cây nó nhỏ nên là chưa có trái. Cái đoạn là trên cùng và đoạn dưới kia. Đây có hai cái quả to lắm này. Wow, cái quả này nó ra trước. Đấy, chắc sắp ăn được rồi. Hai quả này thì gai xấu. Xồ. Nhìn sơ sơ vậy thôi cũng cả mười mấy trái. Là măng thòng. Ông này cũng hay quá. Ông này cũng được mấy quả đấy chứ. Ông này phải thật quả. Cái cảnh chán đời chưa. 2, 4, 5 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 trái. Đây, gai.
Vườn này ăn xong là sẽ phải sửa lại cái hệ thống tưới. Cái hệ thống tưới là không được đảm bảo cho lắm. Tưới là chỗ có chỗ không. Bạn thấy không, thu hoạch xong cây tơ mà thu hoạch xong lá còn xanh đen thế này. Này mới đạt. Cái gì cái thái chán. Ở dưới này thì tập trung vào trái nó nhiều hơn. Tại vì cái vườn này là mới phục hồi lại, mua lại xong rồi là người ta bỏ thí trồng sen mấy điều, chặt điều đi à, năm nay đi làm bông làm trái năm đầu tiên à, thì à, có thể là kém cỏi nhưng mà thực sự là mình thấy như thế này là đạt rồi, thực sự là đạt luôn rồi. Lại trái không có thôi, cây này cái nào trung bình cũng ngoài trên 20 trái. Đừng xỉu.